Thưa quý vị và các bạn, 18 năm trước, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990 lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13 tháng 10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, bởi đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam 13 tháng 10 năm 1945. Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế đất nước. Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các sở ban ngành trên địa bàn có những đổi mới trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thủ tục để thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc khó khăn cùng tỉnh phát triển kinh tế. Kể từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam để động viên phong trào sản xuất thi đua kinh doanh giỏi, nâng cao kỷ luật đạo đức và cả văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Cùng với các doanh nghiệp cả nước, các doanh nghiệp doanh nhân Thừa Thiên Huế trong bối cảnh khó khăn đã có nhiều hoạt động kết nối với nhau để vượt qua khó khăn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn. Cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, các nhà đầu tư có vai trò rất là quan trọng, là hạt nhân trong phát triển kinh tế, là nhân tố đóng góp tích cực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chung tay cùng với chính quyền để phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có bước phát triển khá nhanh. Từ chỉ gần 500 doanh nghiệp vào những năm trước năm 2000, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh và là lực lượng chủ yếu đóng góp vào nguồn thu ngân sách cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng góp cho nguồn ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng, chiếm 70% tổng ngân sách toàn tỉnh. Đây là nguồn thu lớn để tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Dù phải đối mặt với những khó khăn do suy giảm kinh tế, nhưng với sự hỗ trợ, sự đồng hành của chính quyền các cấp, nhiều doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, thông qua đầu tư mở rộng các dự án để tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, cũng như góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đối với tôi, đối với tập đoàn, đối với nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, thì đối với tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ cho doanh nghiệp. Cụ thể chúng tôi khi bắt đầu chúng tôi đặt chân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến bây giờ chưa để đạt một thành quả tốt đẹp nhất, và cũng như tôi cảm tưởng rằng tỉnh Thừa Thiên Huế luôn luôn là người đồng hành cho doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nào đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có những điều kiện giống như chúng tôi. Khi mà để mà xây dựng dự án á, thì ở phía chính quyền ở huyện Hương Trà cũng như là ở tỉnh á, là các anh các chị là hỗ trợ rất là nhiệt tình để Rơm Farm là đi vào hoạt động rất là sớm, tức là từ giữa năm 2019 á, là xin dự án, là đến tháng 10 năm 2019 là chúng tôi đã có được dự án này rồi, và rất là trân trọng và rất là cảm ơn ạ. Doanh nhân, doanh nghiệp, họ không chỉ là những người làm kinh tế mà còn có những hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực. Lực lượng này luôn đi tiên phong trong việc giúp đỡ, chung tay cùng xã hội, chia sẻ với những khó khăn của người nghèo, những con người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những gia đình chính sách xã hội có công với Tổ quốc trong thiên tai lũ lụt. Chính vì thế, để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đồng hành trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư trên địa bàn. Có các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số, đầu tư công nghệ cho phát triển. Các hoạt động của doanh nghiệp đã thực sự trao yêu thương hướng tới cộng đồng trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Chính là sự khẳng định cho trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, với phương châm sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, chúng tôi chỉ đạo các cấp các ngành luôn theo sát và đồng hành cùng với các doanh nghiệp, các hợp tác xã đã quan tâm và sẵn sàng
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Thừa Thiên Huế luôn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và đóng góp cho ngân sách để thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, do trên địa bàn không nhiều doanh nghiệp lớn, cho nên bên cạnh sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính của chính quyền, thì doanh nghiệp cũng cần chủ động liên kết, kết nối để tạo sức bật mới trong hội nhập, đóng góp hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế của địa phương.